Xin chào các bạn, cô là Trang, đại diện cho trung tâm Kid Engineer, kỹ sư nhí sẽ giới thiệu tới chúng mình cuộc thi World Robot Olympiad năm 2023 với chủ đề Connecting the World. Với bảng thi tiểu học B1, các bạn sẽ cùng với robot thực hiện nhiệm vụ bảo tồn sinh vật biển. Với đề bài bảo tồn sinh vật biển, chúng ta có sa bàn như sau: khu vực xuất phát và về đích, khu vực ngắm cá voi, khu vực khoang tàu gồm có 6 khoang: đen, vàng, xanh lam, trắng, xanh lá cây, đỏ. 4 khu vực của dạng san hô hình vuông: 1, 2, 3, 4. Khu vực hình tròn có mũi tên, nơi đặt khu vực của cá voi: 1, 2, 3, 4. Và cuối cùng là khu vực tái chế tương ứng với màu của các khoang tàu. Chúng ta có tổng 6 khối nhiệm vụ chất thải: đen, vàng, đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh lam. Khối chất thải màu vàng và màu xanh lá cây được đặt vào vị trí khoang tàu vàng. Xanh. Đây là 2 khối nhiệm vụ cố định. 4 khối màu còn lại được đặt ngẫu nhiên về 2 khoang tàu tương ứng với màu. Ví dụ, khối chất thải được lấy đặt ngẫu nhiên là trắng và xanh lá. Nhiệm vụ của robot là sẽ lấy khối chất thải từ các tàu di chuyển về khu vực tái chế, đặt ở các ô tái chế tương ứng màu. Ví dụ, khối màu xanh lá, khối màu xanh lam được đặt về khối màu xanh lam. Khối màu vàng được đặt về khu tái chế của màu vàng. Nhiệm vụ tiếp theo, chúng ta đến nhiệm vụ giải cứu cá voi. Cá voi, số lượng của chúng ta gồm có 01 cá voi, được đặt ngẫu nhiên vào ô hình tròn trong 4 khu vực 1, 2, 3, 4. Ví dụ, khối cá voi được đặt ngẫu nhiên ở vị trí. Sau đó, chúng ta sẽ di chuyển cá voi về khu vực ngắm cá voi. Nhiệm vụ tiếp theo, phục hồi dạng san hô. Có 4 san hô được đặt ở vị trí. Nhiệm vụ, các bạn đưa 4 san hô về khu vực dạng san hô tương ứng. Hai hàng rào được đặt tại màu vàng xanh ở khu vực tái chế. Cột hàng rào được đặt trùng với hình tròn trên bản đồ. Các bạn lấy điểm thưởng cột hàng rào chạm vào hình tròn màu xám và hàng rào không bị hư hỏng, các bạn sẽ được lấy điểm thưởng tại đây. Cuối cùng là phần đỗ robot. Hình chiếu robot nằm một phần trong khu vực bắt đầu và kết thúc, các bạn được tính điểm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Chúng ta hãy cùng nhau tham gia cuộc thi Robotacon năm 2023 nhé. Bye bye!